Xin chào cả nhà đã quay trở lại với kênh Nakayama Cuộc Sống Ở Nhật. Chúc các anh chị, cô chú và các bạn có một ngày thật nhiều là sức khỏe nha cả nhà. Thì hôm nay mình lại đi ra ngoài vườn đó cả nhà, để hái một ít rau thơm và rau diếp cá, hay còn gọi là rau diếp cá cả nhà. Thì cái loại rau của Việt Nam mình á, thì hôm nay mình vô nhà sẽ làm một cái món là nem nướng, hái vô để cuốn món nem nướng Nha Trang mình đó cả nhà. Thì bây giờ mình sẽ đi ra hái một ít rau nha cả nhà. Đây, phía trước mặt cả nhà thì hai cái cây su hôm bữa mình trồng đây cả nhà. Đây, còn một cây nằm phía bên sau đây. Đây, cho cả nhà coi cái đám rau thơm của mình trồng ở phía sau đây cả nhà. Này cả nhà thấy này nó tốt không? Đó, hôm bữa mưa đó cả nhà, rồi mà cái lá bây giờ nó tốt như vậy nè. Đây, còn phía bên đây là cái chậu rau diếp cá nha cả nhà. Cái này là của Việt Nam này cả nhà. Cái nhà thấy cái thân nó trắng á, nó ít có tím hơn là cái cây của Nhật. Này nó tốt dữ dằn không cả nhà. Cái này mình rất thích ăn vào cuốn với lại nem nướng á cả nhà. Cái món nem nướng Nha Trang quá nha. Đây, bây giờ thì mình sẽ hái vô một ít rau nha. Mấy cái cây đây nó tốt lắm cả nhà. Nó hồi đợt mình quay cho cả nhà coi á, nó bé bé phải không? Mà mưa á, mưa mấy bữa nay nè, cái bắt đầu nó tốt. Hai hôm nay thì nó nắng lên, nó đang nắng lên này cả nhà. Bây giờ mình cam mình cắt luôn, tại vì bây giờ ở Nhật chuẩn bị vô mùa mưa rồi cả nhà. 5 tháng 6 sẽ là mùa mưa á, nên bây giờ mình sẽ cắt hết luôn để cho nó nứt lên cái mới. Rồi, lá bự không cả nhà, lá nào lên lấy to đùm mà. Cái chậu này thì mình mới trồng lại, mình chiết từ cái chậu cũ á cả nhà. Mình chiết nó ra cái chậu mới nè, hai được hai chậu với mình trồng nó lại nên nó lên tốt như vậy. Đây, bây giờ thì mình qua mình hái cái rau diếp cá nha cả nhà. Hôm nay năm nay mình bón cho nó xíu phân mà nó tốt ghê luôn á. Cái này thì mình ăn tới đâu thì mình cắt tới đó, tại vì cái rau này á thì có một mình biết ăn à, chồng mình ổng không có biết ăn á. Đây, cho nên mình hái một ít vô, ăn tới đâu thì mình sẽ hái tới đó. Thì cái rau này rất là tốt luôn á cả nhà, ăn nó rất là mát ha. Thì cả nhà cũng biết công dụng của cái rau diếp cá này rồi ha. Ồ, cái rau này nó mùi nó dễ chịu hơn của Nhật đó cả nhà. À, mình trồng mà cái cọng nó bự dễ sợ luôn nè. Mình cắt cái là mùa đông nó rụi á cả nhà. Nó còn cái gốc á, cái mùa hè này nè, ấm ấm là đầu nó lên lại. Ôi cả nhà thấy nó đã không? Lá nào lá nấy tốt dễ sợ luôn nè, to dễ sợ mà non nữa chứ. Cái này nó non dễ sợ luôn, lúc nào bốc nấy nó bự. Cái đi chơi mấy bữa nay miết đó cả nhà, lễ là đi chơi đó chứ không có ra hái nè. Cái bây giờ nó tốt xinh, tốt luôn á, tốt xanh luôn á. Cái giống hẹ này mình mua là cái cọng nó nhỏ cả nhà, giống như hẹ tía Việt Nam mình á. Còn mà hẹ của Nhật á là cái cành nó, cái lá nó bự bự lắm. Đây, cái lá nó bự như vậy nè. Hẹ của Nhật là nó bự như vậy nè. Mà mình hên là mình mua được cái đám hẹ tía này á cả nhà. Nhìn cái lá nó nhỏ nhỏ. À, cái cọng nó nhỏ 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 nè. Như vậy cả nhà ơi, nguyên rổ rau đây. Bây giờ thì mình sẽ đi vô ướp thịt ha. Ướp thịt rồi bắt đầu mình làm nước chấm. Rồi bắt đầu mình đi nêm, đi nướng thịt. Rồi chút nữa mình sẽ cuốn ăn nha cả nhà. Còn đây là cái phần thịt mình làm nêm nướng nha cả nhà. Thì mình sử dụng cái loại thịt là nửa mỡ nửa nạc. Thì phần nạc nó sẽ ít hơn và phần mỡ nó nhiều hơn. Thì mình cân vô đây là một ký thịt sẽ cho vào một muỗng muối và 100g đường và một ít bột ngọt và vài tép tỏi nha cả nhà. Thì nếu cả nhà có làm nem nướng thì cứ cân theo trọng lượng mà mình nói lúc nãy vừa nói á. Thì cái phần nem mình mới vừa xay xong đây cả nhà. Thì lưu ý cả nhà xay nem cho mình thì mình đừng có xay nhuyễn quá thì nó sẽ thành chả. Thì mình sẽ xay nó hơi còn dập dập và còn thấy được cái miếng thịt nạc đó cả nhà. Thì lúc mình nướng lên á, cái nem của mình nó sẽ mềm, nó không có bị cứng. Và cái lý do mình bỏ đường nhiều á là
để lúc mình nướng lên cái nem của mình nó ra cái chất nhựa, làm cho cái miếng nem của mình nó bóng và nó sẽ ngon nha cả nhà. Thì cái vị nem của Nha Trang mình thì mình sẽ không có ướp gói bột nem nha cả nhà. Thì mình sẽ nướng ướp không như vậy và mình sẽ nướng lên lửa than thì ăn lên nó rất là thơm luôn. Thì sau khi mình xay xong thì mình sẽ cất qua tủ mát tầm cỡ 2 tiếng, 1-2 tiếng gì đó rồi mình sẽ đem ra. Thì cái thau nem của mình là nãy giờ mình vắt xong rồi cả nhà, thì bây giờ mình sẽ mang ra phía sau nhà này mình nướng lửa than nha cả nhà. Rồi nướng cái này mà chút mình cuốn rau sống, bánh tráng với lại dưa leo rồi ăn ngon lắm luôn á cả nhà. Mùa này mình thích có rau diếp cá của Việt Nam nó lên á, mình cuốn ăn nó ngon cực kỳ luôn. Bây giờ để nướng nem ha, xong chút nữa là mình sẽ vô nhà mình cuốn ăn. Để làm cái món nước chấm nem nướng này thì mình cần có nếp, hành tím và thịt dụng xay như cả nhà. Thì mình mua một vị nhỏ như thế này. Thì mình sẽ có thêm một ít cái màu gạch tôm ở cả nhà, để chút nữa cuối cùng mình bỏ vô cho cái màu nước sốt của mình thì nó sẽ đẹp lên á. Đây thì cái nếp này bây giờ thì mình sẽ mang đi nấu nó giống như cho nó nhuyễn ra giống như cháo nha cả nhà. Cái nồi nếp của mình nãy giờ thì mình hầm tầm cỡ được 15 phút rồi cả nhà. Thì cả nhà thấy cái hũ nếp bắt đầu nó mềm như vậy được nè. Là bắt đầu bây giờ mình sẽ tắt bếp và mình sẽ để cho nó nguội rồi mình bỏ vô máy xay cho nó dập dập ra cho nó dễ ăn nha cả nhà. Nhưng mà tuyệt đối là đừng có xay nhuyễn nha. Mình xay nó hơi còn dập dập cái hạt hạt nếp thôi. Cái dĩa thịt dụng này thì mình không có xài hết nha cả nhà. Thì mình ước lượng cái chừng cái nước chấm của mình tầm bao nhiêu thì mình bỏ vô thôi. Còn mình bỏ thì tầm cỡ nửa chén nếp á, thì mình bỏ vô đây một chút xíu thôi, xíu thịt thôi nha cả nhà. Nếu mà nhiều thịt quá thì nó không có được ngon á. Đây mình bỏ vô cho cái nước chấm của mình nó đậm đà, cho nó ngọt cái nước. Rồi cái này thì mình nêm nếm gia vị, nước mắm, muối, đường rồi và một xíu bột ngọt nha cả nhà. Cả nhà đừng có bỏ tiêu nha. Mình làm nước chấm này nó rất là đơn giản luôn. Mình xay nó hơi dập dập một chút ha. Đừng có xay nhuyễn cả nhà, đừng có xay nhuyễn nha, nó không có được ngon á. Lúc mà mình chấm á, nó còn cái lợn cợn của cái nếp á, nó ăn rất là ngon luôn. Nếu mà cả nhà xay nhuyễn quá thì nó không có ngon nha cả nhà. Cái này thì mình mới vừa xay xong nha cả nhà. Cả nhà cho nó xay chừng một vòng, hai vòng thôi là cả nhà tắt máy ha. Thì bây giờ mình đổ vô lại trong cái nồi đây. Đây cả nhà thấy không, cái nếp của mình á nó còn lợn cợn nè, nó không có được nhuyễn đó. Lúc mà mình chấm vô nó rất là ngon luôn. Thì bây giờ thì mình sẽ bỏ cái phần thịt vào nha cả nhà. Đây cái phần thịt hồi nãy mình làm tao sơ á cho nó thơm á. Đây mình chế vô. Nếu mà nó đặc quá thì cả nhà chế thêm một xíu nước nha. Cái này bây giờ thì mình sẽ bỏ vô đây một ít màu gạch tôm đây nha cả nhà. Đây mình bỏ vô đây cho nó lên màu. Đây cái nồi nước chấm của mình đây nha cả nhà ơi. Cả nhà thấy cái màu nó đẹp không? Mình bỏ xíu màu gạch tôm vô á. Nhìn cái màu nó đẹp. Chút nữa mình chấm với cái nem nướng ăn rất là ngon luôn. Trước mặt cả nhà là cái món nem nướng nha cả nhà. Thì cái tô nước chấm với lại là cái bánh tráng mà mình chiên đó, cho nó giòn cả nhà, bánh tráng của Nhật. Đây thì nước mắm kẹo thì để chút nữa mình trang cùng với lại là cái nước chấm này nó chấm bằng nếp á cả nhà. Thì đây cái dĩa nem nướng của mình nướng xong rồi đây cả nhà. Thì rau sống thì mình ăn kèm thì gồm có trái thơm nha cả nhà. Thì bên đây thì mình không mấy bên đây không có xoài á, mình không có xoài xanh á, cho nên mình ăn trái thơm cho nó chua chua cũng ngon nha cả nhà. Thì đây là rau diếp cá, hẹ, xà lách với lại là rau thơm hún đứng nha cả nhà. Đây còn có dưa leo và có kèm thêm là cái món dưa chua nha cả nhà. Thì cái món nem nướng này thì nó rất là đơn giản, nhưng mà ai mà đã từng ghé Nha Trang mình ăn rồi á thì đảm bảo là sẽ ghiền và sẽ không bao giờ mà quên được cái món nem nướng Nha Trang mình. Thì giờ tại vì
Bây giờ mình ở xa xứ á, thì nhiều khi mình làm cái món này á, thì nó không có đủ gia vị như ở Việt Nam mình á cả nhà. Thì mời mong cả nhà thông cảm nha. Thì bây giờ mình mời cả nhà cùng thưởng thức cái món nem nướng cùng với lại mình nha cả nhà. Và bây giờ thì mình cũng xin mời cả nhà cùng thưởng thức cái món nem nướng này cùng với lại mình nha cả nhà. Đầu tiên thì mình sẽ lấy cái bánh tráng cả nhà ha. Món này thì mình ăn phải có cái bánh tráng. Mà đặc biệt cả nhà biết không, cái món nem nướng này á, thì mình thường thì sẽ ăn vào mùa hè nhiều hơn á cả nhà. Tại vì mùa hè thì mình có đủ loại rau như Việt Nam mình á, thì mình sẽ ăn nó sẽ ngon hơn cả nhà ha. Đây mình mới vừa nhúng cái bánh tráng xong cả nhà. Thì bây giờ thì mình sẽ cho một ít salad vô đây ha. Cái này thì có thêm món chua chát nữa cả nhà, thì nó rất là ngon luôn. Đây mình cho ít dưa leo, miếng rau thơm ha. Cái này thì mình ăn tới đâu á, khi mình cuốn tới đó cả nhà, này nó ngon. Đó, mình hái rau vừa hái ở ngoài vườn vô cái mình cuốn liền luôn á. Ăn cái món này thì mình thích cuốn rau nhiều một chút. Nên mình mới bỏ ít giếp cá nha cả nhà. Đây mình cho vô đây một miếng thơm ha. Cái món này thì nếu mà mình muốn ăn kèm với lại bún á cũng được luôn á cả nhà. Nó nói lấy đũa ăn nhưng mà cũng vẫn thích bắp tay hơn cả nhà ơi. Đây bây giờ mình sẽ cho một cây nem nướng của mình vô đây nha cả nhà. Đây cây nem của mình này, nướng than thì nó rất là thơm luôn á. Và sau khi mình bỏ rau đồ đầy đủ hết rồi cả nhà, thì bây giờ mình sẽ cuốn lại ha. Đúng là mùa hè trồng rau, có rau trong vườn ăn á, cái muốn ăn gì mình ra mình hái á. Đó mình hái vô mình cuốn ăn rất là tiện và ngon luôn á cả nhà. Đây cũng cuốn nem của mình bự ghê luôn cả nhà. Bây giờ thì mình sẽ múc nước chấm nha cả nhà. Mình sẽ chế vô đây một miếng mắm kẹo cho nó vừa ăn á, cho có vị cay á, ngon. Rồi bây giờ thì mình sẽ trộn đều lên nha cả nhà. Và sau khi mình làm cái nước chấm xong rồi cả nhà, thì bây giờ mình sẽ chấm một miếng ha. Đây nha cả nhà ơi, mình mời cả nhà một miếng nha. Đúng là lâu lắm rồi mình mới ăn lại cái vị này. Tại nếu mà bình thường mình có ăn đó cả nhà, thì mình cũng chỉ làm cái nước mắm kiệu như vậy nè, mình ăn không à. Vậy cũng làm biến làm cái nước chấm bằng nếp á. Công nhận ngon thiệt á. Mình lần đầu mình ăn cái này mình mới bỏ cái khóm cái dứa vô cả nhà, nó có vị chua chua. Nó thay thế cho xoài thì ăn cũng rất là ngon luôn, ok luôn á. Đặc biệt cái nem này mà mình nướng trên lửa than đó cả nhà, lúc mình ăn mình cuộn cuốn nó lại, mình cắn vô một cái là cái mùi than trong cái nem nướng này nó rất là thơm luôn, nó cực kỳ thơm luôn. Công nhận mình ăn mình bỏ chiếc khóm vô ăn ngon ghê cả nhà, nó có vị chua chua ngon quá. Nãy giờ mình cuốn mà mình quên bỏ hẹ. Cái này có hẹ nữa cũng ngon. Các anh chị cô chú nào mà có ghé Nha Trang chơi thì nhớ thưởng thức cái món nem đặc biệt này của Nha Trang mình nha. Mình cuốn cả nhà mình có thêm cái bánh tráng của Nhật này nè cả nhà. Mình bỏ chung vô mình cuốn á, ăn nó giòn giòn.
ngon ra. Đúng rồi, thật sự là lâu lắm rồi, phải chắc tầm cỡ nửa năm á cả nhà, thì bắt đầu là mới trồng được rau thơm như mùa hè Việt Nam thì mình mới ăn được lại cái vị này, rất là ngon. Chỉ tiếc một điều là không có xoài với lại là chua chát cả nhà ha. Rồi em đâm ớt mấy trái luôn mà nó cay. Đâm 3 trái ớt nhà chồng á cả nhà mà nó cay chứ chồng. Đây thì em cũng nhờ, thì nãy giờ thì mình cũng ăn thử một cuốn review cho cả nhà coi cả nhà. Thì cái món nem nướng này thì nói chung là rất là đơn giản. Thì đó, nem thì mình làm theo hướng dẫn hồi nãy mình có chỉ với cả nhà đó, rồi mình đem ở lên nướng, rồi đây bánh tráng thì mình cuốn lại. Và bây giờ mình cũng hái một rau sống, nếu mà cả nhà muốn ăn cái rau nào thì mình bỏ vô mình cuộn theo ăn đó cả nhà. Đó, dưa leo rồi lại là trái khóm đó, nước chấm thì mình làm thì cái vị cũng rất là đơn giản và dễ ăn luôn cả nhà. Thì mình review tới đây cho cả nhà cùng coi cái món nem nướng ở Nha Trang mình nha. Thì cũng xin cảm ơn cả nhà đã theo dõi hết clip của mình. Thì nếu có yêu thích kênh của mình thì hãy cho mình một like, một đăng ký và một chia sẻ nha cả nhà. Cảm ơn cả nhà nhiều nha. Hẹn gặp lại cả nhà trong những clip tiếp theo của gia đình nhà mình nha cả nhà. Chào cả nhà nha.